Bóng đá Việt Nam ngày 18 tháng 11. Thái Lan chốt danh sách. Trọng Hoàng, Hùng Dũng đá SEA Games. Hùng Dũng, Trọng Hoàng sẽ cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Bộ đôi cầu thủ này đáp ứng đủ những tiêu chí mà huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn hai tuyển thủ quốc gia bổ sung cho U22 Việt Nam dự SEA Games. Đó là nền tảng thể lực tốt, có khả năng hồi phục nhanh chóng, kinh nghiệm thi đấu và khả năng chỉ huy đồng đội trên sân tốt. Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cử 5 cầu thủ xuống tập luyện cùng U22 Việt Nam là Công Phượng, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Ngọc Hải và Văn Thanh. Sau khi cùng tuyển Việt Nam tham dự trận đấu với UAE, hai cầu thủ này cùng với nhóm cầu thủ Quang Hải, Hoàng Đức sẽ hội quân cùng U22 Việt Nam. Tuyển Thái Lan chốt danh sách đấu Việt Nam. Trước thềm trận đấu tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ. Huấn luyện viên Akira Nihino đã gạch tên hậu vệ cánh trái Korakot Iriyao Yomsiri. Chitan Yo và trung vệ Elia Yola vẫn có tên trong số cầu thủ được huấn luyện viên người Nhật Bản lựa chọn dù bộ đôi này đã thể hiện phong độ kém trong thất bại 1-2 trước đội tuyển Malaysia. Danh sách 23 cầu thủ Thái Lan tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Kain Thamsayanan, Oluven, Siarathe Sumne, Burom United, Chatrai Burom, Bejikakhum United. Hậu vệ Theerakhon Bumathang, Yokohama F. Marino, Pansahem Vibon, Buriram United, Naruboyin Iraaknoyom, Buriram United, Nitiphong Salanon, Kok Authority FC, Elia Yola, FC Kok, Aji Soromra, FCG, Thông United, Manuel Tombi, Chubangkok United, Chitanyo, Chubangkok United. Tiền vệ Chana Thipsong Krasin, Konsa Dong Sapporo, Sasalara Khon, Buriram United, Supa Chosarachak, Burom United, Sarat Yep Uen, FC Jimu An Thong United, Viteak Suchit Tham Kung, Sinsi Andrei United, Siva Koteak Trako, Sinsi Andrei United, Eka Nipa, Sinsi Andrei United, Thana Bonke Sarat, FC Kok, Boyin Fala, Kok Ước Mini Jason FC. Tiền đạo Teera Siyangya, FC Jimu An Thong United, Supatrayaye, Buriram United, Subhanak Mue Anta, Burom United. Hậu vệ Thái Lan tự tin đánh bại Việt Nam. Nói về trận sắp tới gặp đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Narubadin Eera Aknoyom đánh giá, lần chạm trán này khác lượt đi rất nhiều. Đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ và đang có những bước tiến lớn. Tại Đông Nam Á, họ đang ở ngang hàng với chúng tôi. Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam muốn giành chiến thắng, nhưng 3 điểm ở trận đấu tới phải là của Thái Lan. 3 điểm có ý nghĩa quan trọng, bởi chúng tôi sẽ trở lại ngôi đầu bảng và tạo ra lợi thế. Tuyển Việt Nam đang có huấn luyện viên giỏi người Hàn Quốc cùng lứa cầu thủ tài năng. Bởi vậy, huấn luyện viên Akira Nihino cùng toàn đội chuẩn bị kỹ cho trận này bằng cách phân tích cẩn thận băng hình của đối thủ. Phóng sự Quốc Thái Lan dẫn lời cầu thủ 25 tuổi. Tuyển Việt Nam không được chủ quan. Cựu cầu thủ Huỳnh Quang Thanh chỉ ra vấn đề khiến anh lo lắng của đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu với Thái Lan. Bây giờ đấu với người Thái, Việt Nam đã tự tin hơn trước rất nhiều. Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Nihino cũng tiến bộ rất lớn trong thời gian gần đây. Trận thua vừa rồi trước Malaysia không phải vì họ yếu mà chỉ là sự kỳ dơ thôi, mọi người không nên chủ quan. Yangya và Chana Thiếp là hai cái tên rất nguy hiểm. Phía chúng ta, dù Tiến Linh vừa ghi một bàn thắng quan trọng nhưng những thể hiện của cậu ấy trên sân chưa thật sự rõ ràng. Công Phượng thì có khả năng thu hút hàng thủ đối phương tốt nhưng khó đáp ứng được vị trí tiền đạo cắm. Tôi nghĩ hàng thủ của Việt Nam đang thi đấu rất tốt, là tuyến gánh vác cho đội tuyển. Điểm yếu của đội tuyển Việt Nam vào lúc này là hàng tiền đạo. Nếu vị trí này đá tốt thì Việt Nam chắc chắn sẽ thắng. Việt Nam lọt top đội bóng có thành tích xuất sắc. 10 điểm sau 4 trận giúp thầy cho huấn luyện viên Park Hang-seo lọt top 6 đội có thành tích xuất sắc nhất ở lượt đi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thành tích này xấp xỉ với hai đội bóng hàng đầu châu Á hiện nay. Lúc này, Qatar cũng giành được 10 điểm như Việt Nam, còn Nhật Bản đã có 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận. Cụ thể, top 6 đội có thành tích tốt nhất gồm đội đầu bảng Algeria 12 điểm,
đội đầu bảng B Úc Australia, 12 điểm. Đội đầu bảng F Nhật Bản, 12 điểm. Đội đầu bảng C Iraq, 10 điểm. Và đội đầu bảng Ecuador, 10 điểm. Thành tích của tuyển Việt Nam cũng vượt trội hơn hẳn so với Hàn Quốc, Iran hay Saudi Arabia. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á. Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Việt Nam với Thái Lan, VTC1, VTC3, VTV5. Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Malaysia với Indonesia, VTC1, VTC3. Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Kết quả và lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Lượt đi. Thái Lan 0-0 Việt Nam. Indonesia mùng 2 tháng 3 Malaysia. Indonesia 0-3 Thái Lan. Malaysia mùng 1 tháng 2 OAE. Việt Nam 1-0 Malaysia. OAE 5-0 Indonesia. Indonesia mùng 1 tháng 3 Việt Nam. Thái Lan mùng 2 tháng 1 OAE. Việt Nam 1-0 OAE. Malaysia 2-1 Thái Lan. Lượt về. Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Việt Nam với Thái Lan, VTC1, VTC3, VTV5. Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Malaysia với Indonesia, VTC1, VTC3. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, OAE với Malaysia, VTC1, VTC3. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Thái Lan với Indonesia, VTC1, VTC3. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Malaysia với Việt Nam, VTC1, VTC3, VTV5. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Indonesia với OAE, VTC1, VTC3. Ngày 4 tháng 6 năm 2020, Việt Nam với Indonesia, VTC1, VTC3, VTV5. Ngày 4 tháng 6 năm 2020, OAE với Thái Lan, VTC1, VTC3. Ngày 9 tháng 6 năm 2020, OAE với Việt Nam, VTC1, VTC3, VTV5. Ngày 9 tháng 6 năm 2020, Thái Lan với Malaysia, VTC1, VTC3.